Như nào? À, liên quan đến cái chỗ mà bất động sản năm 2019 đang có cái kỳ vọng về cái câu chuyện là đổi về cái luật đất đai ấy, thì nhưng mà kỳ vọng của năm 2019 thì đâu có được đâu, bởi vì chưa tối nhanh thì cũng phải 2020, không thì phải sang 21. Chứ 2019 đâu có đã trình kịp quốc hội với các thứ đâu. Mà cái đó thì cũng chính vì cái đó mà nó làm nên cái câu chuyện là một số cái khu vực đất nông nghiệp, đất vùng ven hoặc là đất ven biển á, nó tăng giá đấy, bởi vì có rất nhiều những cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư á, thì có cái suy nghĩ theo cái hướng tức là mua để gọi là găm giữ ở đó sau này, thì hòng là nhận cái đền bù của cái câu chuyện mà luật đất đai thay đổi theo hướng tức là doanh nghiệp phải chủ động đàm phán với lại dân á. Thì có nhiều doanh nghiệp nhỏ họ họ đi theo cái hướng tức là họ đi gom lại những cái khu vực đất ven biển hoặc đất những cái khu vực mà có thể phát triển du lịch hoặc là có thể làm dự án được á, thì hòng mục đích là để gọi là tích trữ để đầu cơ sau này á. Thì cái hướng đó thì em thấy cũng có một số doanh nghiệp họ làm. À, tuy vậy thì cũng phải hiểu là thế này này, nó cũng giống như đầu tư tài chính và chứng khoán thôi, không phải chỗ nào cũng phát triển được bất động sản. Các cái góc đánh giá hoặc là cái góc nhìn đánh giá của các doanh nghiệp á, thì họ đánh giá theo cái hướng tức là cứ chỗ đó thấy gần biển này hay là gần cái khu vực mà có thể là tạo thành một cái miếng đất lớn để làm dự án á, thì họ nghĩ là làm được. Nhưng cái việc làm được hay không làm được nó phụ thuộc vào câu chuyện nó là cái tỷ lệ lấp đầy và cái khả năng mà có thể sử dụng để sinh lời được hay không. Thì doanh nghiệp lớn ví dụ như cả Vin hay là ví dụ như Novaland hay là những doanh nghiệp lớn nữa, thì họ mới sau này họ mới có khuynh hướng là để lên cái kế hoạch để đầu tư, nên họ đang bị nhập nhằng sai lầm giữa cái câu chuyện đó là đánh đồng là tất cả mọi chỗ mua gom đều đều nghĩ rằng là tương lai thay đổi luật thì nó sẽ làm. Nhưng mà đất đai ở việc quận 9 hay là quận 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 7 hay là đất đai ở một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội á, thì đất nào nó cũng có giá của nó. Nhưng đất mà đi gom ở các cái tỉnh giống như hôm qua bác hỏi là đi Phan Thiết hay là đi một số nơi á, thì cũng còn tùy từng chỗ, từng có cái chỗ mà ví dụ như em với anh là chủ doanh nghiệp thì có đánh giá được thì mới làm thôi, còn nếu không đánh giá được thì đâu có làm đâu. Đấy, thì cái hướng đó là cái chỗ luật đất đai thì nó chỉ có nháy nháy chỗ đó thôi. Tức là một cái điều khoản quan trọng trong luật đất đai liên quan đến câu chuyện đó là cho doanh nghiệp alo alo nghe không? Đang bảo là nó thay đổi cái điều khoản đó, thì bác chắc là cũng nắm cái đó mà đúng không? Anh cũng nắm cái đó mà đúng không? Một cái bài viết gần đây trên trên mạng về cái câu chuyện mà tri thức mà để dùng tiền để đi đầu cơ bất động sản nó cũng là điều không nên đó. Cái bài đó viết nó khá là hay luôn mà em chưa tiện để làm review một cái video tương tự như thế. Thực tế mà nói, đầu tư vào bất động sản không đem lại được cái lợi ích xã hội gì hết đó. Về 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 nguyên lý chuẩn của nó, tức là ai cũng lo đi đầu cơ bất động sản thì lấy ai làm sản xuất, lấy ai làm hàng hóa tiêu dùng. Còn bất động sản thì vốn dĩ miếng đất nó là miếng đất thôi. Cái việc mà giá đất thay đổi chủ yếu lợi ích đem lại là cho các chủ doanh nghiệp và các đơn vị phát triển dự án. Chứ còn dân chúng về mặt nguyên lý chuẩn, nếu như mà chỉ có một miếng đất duy nhất để ở và sinh sống thì nó là cái phương tiện gọi là sống, chứ nó không phải là cái thứ để người ta đem ra để mà thành hàng hóa. Tất nhiên thì trong một thời đoạn nào đó của cái sự phát triển của xã hội trên toàn thế giới thì em vẫn cho rằng là đất nó cũng được đem ra để làm tài nguyên, để làm hàng hóa, để bán, để kinh doanh, để tạm thời lấy tạm cái nguồn lực của xã hội vào để làm cái chuyện khác. Nhưng về chuẩn anh thấy trên thế giới thì cuối cùng thì người ta cũng vẫn là, em chả thấy có cái tập đoàn mà phát triển toàn cầu mà đi bán đất không thể xúc được ở Mỹ đem sang bên Trung Quốc bán được, đúng không? Chỉ có iPhone, Apple hay là công nghệ hay là sản phẩm dịch vụ mới đem từ Mỹ sang Trung Quốc bán được, chứ ai xúc đất ở Mỹ sang Trung Quốc bán được.
và người ta bảo nếu không xúc được thì người Trung Quốc sang mua, không mua được chứ. Đất đai nó là toàn vẹn lãnh thổ, nó là tài nguyên, nhưng mà nó là cái thứ mà đâu phải thích đem bán, nó là cái một cái thứ đặc biệt liên quan đến cái gọi là di trú và cư trú chứ. Tất nhiên thì vẫn là cái câu chuyện này, hôm qua anh em trao đổi là liệu bất động sản sẽ như thế nào trong giai đoạn sắp tới, liệu bất động sản sẽ diễn biến ra sao trong cuối năm 2019 và cái chu kỳ 2020 2025 của nó thì sẽ như thế nào. Thì em vẫn đánh giá cao là cái lĩnh vực này thì nó vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, mặc dù góc nhìn của mình là như vậy, nhưng mà dân chúng và những người liên quan trong cái xã hội Việt Nam thì vẫn như thế. Thì cũng giống như cái bữa nhậu gần đây nhất bác nói đấy, thì về cơ bản thì càng xay đòn với bất động sản thì đất nước càng kém phát triển thôi chứ có gì đâu. Thì nhưng mà nó vẫn thế, nó cũng sẽ vẫn phải phát triển theo hướng, tức là hạ tầng vẫn còn đang nhiều dư địa để phát triển hạ tầng, thì nên là dẫn đến câu chuyện là thị trường nó vẫn cứ cứ tốt. Thì về cái vấn đề mà đánh giá về cái việc cuối năm 2019 thì có một video ngày trước em có nói đấy, về cái câu chuyện là quý 2 năm 2019 thì bắt đầu là thị trường sẽ có dấu hiệu gọi là rõ nét hơn trong cái câu chuyện đóng băng. Thì từ quý 2 2019 đến 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 khoảng tầm nửa đầu năm 2020 thì là quy trình phá băng thôi. Phá băng thì em đánh giá như thế này, không biết anh thì nghĩ thế nào, nhưng mà cái băng của từng giai đoạn nó khác nhau. Băng mà do suy thoái trầm trọng, do vỡ bong bóng á, thì cái băng đó là cái băng nó rất lâu tan. Băng đấy là cái băng mà mất hẳn cái nguồn nhu cầu và cái nhiều người thiệt hại ở đó, nó tạo nên một cái gọi là cái gì, cái cảm quan về cái câu chuyện sợ trong cái lĩnh vực bất động sản. Khi mà nhiều người phá sản trong lĩnh vực đó đó người ta gọi là bùng nổ về bong bóng, sau đấy là bị vỡ bong bóng và suy thoái trầm trọng trong nhiều năm, dẫn đến câu chuyện tức là chim sợ cành cong và cái lĩnh vực bất động sản nó bị một vấn đề là giống như những năm 2011 12 á, thì đó là cái bong bóng nó rất khó tan và để phá được băng thì rất là lâu. Tuy vậy thì giai đoạn 2016 2018 thực tế thì đánh giá đúng và toàn diện thì cuối 2017 giống như qua em trao đổi với anh là thị trường bất động sản đã đi vào những cái câu chuyện, tức là chậm hẳn cái đà tăng 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 giá và dịch chuyển theo cái hướng là chậm các cái giao dịch trở lại lại từ cuối năm 2017. Thì tính từ 2017 đến nay thì 2018 2019 thì được khoảng đâu đó là đến ngày hôm nay thì tháng 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 5 thì nó nằm ở khoảng tầm được 10 10 10 15 10 17 tháng rồi, đúng không? 15 17 tháng. Thì được 15 17 tháng thì cả một cái chu kỳ đó thì nó không hòa hẳn hoàn toàn là mất giao dịch, nhưng mà giao dịch nó có xu khuynh hướng chậm dần, mình đánh giá được gọi là suy thoái từ từ. Thì đến cái giai đoạn hiện tại thì nhiều người vẫn nói với em rằng là bất động sản vùng ven rồi các nơi vẫn tăng, mình không đánh giá cao, bởi vì đánh giá tổng quan cái thị trường bất động sản thì phải đánh giá vào cái khu vực gọi là hút được cái nguồn vốn lớn, được được xem giống như là cái blue chip của bất động sản, có thể hấp thụ được những cái lượng vốn gọi là, ví dụ như giả sử tỷ lệ tín dụng cho bất động sản là 100.000 tỷ thì cái khu vực mà nó chiếm khoảng 70 đến 80.000 tỷ thì mới được gọi là đánh giá. Chứ còn bây giờ đánh giá cái khu vực mà nó chỉ lọt cọt vài nghìn tỷ thì cái chỗ đó nó không đáng để mình nói, bởi vì đó, bởi vì trong thị trường, trong cái hoạt động kinh doanh thì vẫn tất nhiên là lúc nào nó cũng có những khu vực nó vẫn phát triển, đúng chưa? Nó vẫn 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 tăng trưởng, và thậm chí là tăng, nó gọi là tăng trưởng cục bộ. Thì đồng nhất với em, hôm qua anh đồng nhất với em cái câu chuyện là bất động sản là như thế rồi. Thì đến hôm nay thì rõ nét hơn hết, nếu như những người thực sự là am hiểu trong nghề thì người ta sẽ chấp nhận với em mới một cái luận điểm, tức là quý 2 năm 2019, tức là hôm nay tháng 5, thì khoảng hết tháng này thì sang tháng 6 và còn nốt tháng 6 nữa thì bắt đầu sang tháng 7 thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái câu chuyện các dự án bất động sản không thấy khởi công mới nhiều nữa. Việc mua bán và kinh doanh bất động sản gần như là đi vào cái giai đoạn trầm lắng. Nếu được xét là đồng ý với cái việc là đã là thống nhất là những cái khu vực gọi là chủ chốt mà có buôn bán gọi là mạnh mẽ trước đó đã đi vào trầm lắng, ví dụ như những khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì mình mới thấy được rằng là được coi nó là được tạm gọi là đóng một lớp băng mỏng ở trên thị trường. Nhưng rõ ràng là không có bong bóng của bất động sản,
Bởi vì chính phủ và nhà nước đã gọi là chủ động can thiệp, cũng giống như Fed chủ động can thiệp vào nền kinh tế của Mỹ, thì chính phủ và nhà nước đã can thiệp bằng việc là hạn chế cái việc làm thủ tục giao dịch cho những nơi nóng sốt mà trước đây đồn đoán là đặc khu kinh tế, thì dừng lại một số nơi, ví dụ như là Bắc Vân Phong chẳng hạn, ví dụ như là Vân Đồn, hay là ví dụ Phú Quốc, có một số đoạn là dùng thủ tục hành chính để chặn cái việc là tiếp tục tăng nóng của thị trường. Đó là cái chủ động của chính phủ. Cái thứ hai nữa là bằng phương pháp. Rồi có ok, dạ nhá.